đốt nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ở ta bà nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tụng pháp qua. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Tâm thế tôn mãi trần khấn bẩm tâm của ngài Vô Tận Phước Lành, từ bi vô bờ độ sanh chúng con đảnh lễ chi thành quy ấy, chí tâm đảnh lễ Nam mô Tận tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tam Di Đà Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát, tâm đảnh lễ Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lô Ly Quang Mười Phần, nhờ quang biên chiếu Bồ Tát, nguyện quang biên chiếu Bồ Tát, cứu Phật Bồ Tát, Dược Sư Hội Thượng Phật. Dương nước Pháp rưỡi ba ngàn quán âm cam lộ của trần gian, trời người trong sạch vào pháp giới lửa đỏ làm nên hoa sen vàng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thank you.
niệm đấng tối thượng hỡi đấng tối thượng xin ngài làm cho thần chú linh nghiệm đấng đại từ tại xin ngài phá huy cơ mạnh thần thông từ tại xin ngài phá huy cơ mạnh đại từ tại đấng không vô nhiệm đấng ta đời trường sâu đấng có thân hình không vô nhiệm ai đến xin ngài thương hiện đấng từ tại trong đời xin ngài từ đầu tham lam từ đầu sân hận từ đầu ngu si tham ái từ ta biến nam nhiễm mô đấng từ tử vương xin ngài thương ca ngộ xin ngài làm cho chúng tham gia mờ đấng có đầy đủ lòng từ chúng con muôn đường hay ngài lại ngài xin ngài ban cho an vui hạnh phúc mọi điều mong ước đều được thành tựu bờ thành tựu để nhớ xin ban cho con thiền định an vui cơ mạnh vô cùng đấng thành tựu vĩ đại người mở giá đem mình chọn nhà hổ tay cầm hoa sen tay cầm kim cang tay cầm pháp ra nhà ngộ mọi người tay cầm đến trường chiến đấu mà cùng chiến thắng bên ta thì có mạnh thú bên hữu lại có thư từ trợ lỡ xin mang cho con an vui hạnh phúc con xin quy y Phật pháp tăng tam bảo con xin quy y Bồ Tát Quan Âm tất cả ước mơ đều được thành tựu thần chư Bồ Tát toàn năng thần là lên niệm nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát tiêu tai kia thường thần chú con xin quy mà thành lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu này ư không ai hướng càng hơn cả hòa tai hay làm đã tất cả hòa tai này tương ông hai ba hòa hòa tiêu đơn tất cả hòa tai tương thần tai hòa này tính tu hay tướng hiền để tiêu trừ hòa tai đen tối làm cho bầu trời trong sáng an lành thần an lành nam mô tiêu tai giang kia thường Bồ Tát nam mô tiêu tai giang kia thường Bồ Tát nam mô tiêu tai giang kia thường Bồ Tát hướng vừa bén gỗ chiên đàn thơ tối thơm ngào ngạt thắm mê trần gian ba ngàn thế giới đều thanh tịnh mười phương chư Phật hiện thân vàng nam mô hương vân đại bồ tát kinh dưỡng sư lưu ly quang dương như lai bổn nguyện bày bổn mở nội đưa vợ cháu vô gia qua đến thành quảng nghiêm dưới cây thiên nhã cùng với tam ngàn tỳ kheo ba vạn tam ngàn bồ tát ba bộ thiên long người với quỷ thần bà la môn cư sĩ quá vương đại thần cùng với
Nghe được dân ta thiên lòng thọ đề thì ta kiên hợp
nghiệp quan viên chia làm bậc đại sĩ trở tuyên nhân pháp của Phật giữa sơ mang hồ sơ đời ở thế giới này lại có nhiều người không biết rằng giữa hôm lòng bọn sẽ thiếu hẳn đức tin cùng mưa vô thí tham ra mới thì tốt ra của người sau khi qua đời tham làm mà quỷ đói khát khổ sợ nhớ niềm danh hiệu của Phật giữa sơ thân này làm người nhớ công đức ấy nhớ bồ mà quỳ lên thành bồ thế nhớ kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn vô bờ ta bán lại nữa trong đời hỗ trợ có kẻ ba giới làm mơ danh kiến ngang bình dây mười công thờ tài xa đã biết nghe danh hiệu của bờ giữa tư liền khỏi đường mê bờ nhớ quay về với gia học thờ kinh thờ tam bảo học rộng nghe nhiều thành tựu luôn cầu Thank you.
mà chúng âm thi cho nên từ đây tiên ăn tu vui nhậu thanh trong đời ngủ trưa mà vẫn ăn làm mấy giờ ta ăn muốn hiểu rõ ràng về đèn tu mạng cùng với thần quan làm sao giải quan cho người đại chế cứu thoát bờ tan bàn đức an nan ở trong thế gian niệm mô kẻ bệnh muốn đưa bình an tất cả người thân phải giữ tấm bàn trai giới mở to bố thí cúng dường chúng ta làm đàn gieo quan thường mà đưa phải hình tượng của phật giờ xưa 49 ngày đêm đốt đèn bốn màn chư tăng cầu nguyện lễ phật đủ việc hay bằng cổ tiêu giờ bấy giờ a na nói màn đã hết làm sao không chết mà được sống thêm cố gắng bồ tát đưa liền thế tôn coi dài chính lại hoàn hồn cho nên ta khuya làm pha mà đèn tụ màn để khỏi tai nạn được sống lâu dài trên tứ hoàn này đời chưa hết số nhân vì hoa cổ nên phải chết mà thứ nhớ người bệnh không được thuốc thang không người chăm sóc bệnh không đang chết mà phải qua đời thứ hai dừng kẻ chơi bời tham mê rồi sao thứ ba bị tham bị sợ tử hình thứ tư chết chìm thứ năm chết cháy sáu bị ăn thu thứ bảy rơi từ trên cao bán bị khổ đau vì làm thua đạo thứ chín mai mờ bị tiêu thứ an bài bị chết quan nên làm quan tử lại nữa an an ở trên thế gian thừa và bị a di vương sự và nên giảm tuổi thời tham quyên tháng mười bốn bây giờ trong du hội này 12 dược xa đại tướng cùng với thần quyền thơ và phá tâm quy tam bảo và nguyện vì đạo tu giới người đời bất cứ nơi nào kinh này lưu bố quyết lòng ủng hộ người gì kinh này phản hạ ta cầu chi được lấy và trong lúc mấy dường chỉ năm màu vũ tên ta và trì tụng trợ tai thần chư nguyện đầy đủ mới tháo dây ra lên của chúng ta là cung thì ta đại tướng và kiến la đại tướng mê thí la đại tướng an đề la đại tướng an đề la đại tướng ca đề la đại tướng dân đà la đại tướng ma di la đại tướng ma hổ la đại tướng chân đà la đại tướng chiêu đổ la đại tướng thị yếm la đại tướng lượng lão ta và đưa vào lưới ca liền khen 12 dược xa đại tướng cùng với thần minh cứu khổ độ sinh đề thân như bờ nga nan đại bờ kinh gọi tên tôn dạy đó trên gọi dược sư lưu ly quan vương như lai một nguyện công đức hai thần chỉ thần tứ nhiêu ư đồ thần kết nguyện thần chú cùng gọi ba trừ như tiếp nghiệp trước mà thọ trì và nói lời này chư đại bồ tát bá bồ tiên long tất cả thế gian đại đức a na tam ngà thanh tăng đều rất vui mừng tinh thọ bồn hành dược sư qua thẳng chân ngôn a mô ma già ma đế mê tam ngà đủ lô thích lưu ly ba tham bà ca ca ya đa ma yết đa ya ra đế tam biểu tam bồ đà ya biểu tam về tam về về tam về về tam đa tam mở yết đế ba a na mô ma già ma đế mê tam ngà đủ lô thích lưu ly ba tham bà ca ca ya đa ma yết đa ya ra đế tam biểu tam bồ đà ya na biểu tam về tam về về tam về về tam đa tam mở yết đế ba a na mô ma già ma đế mê tam ngà đủ lô thích lưu ly ba tham bà ca thần tượng đại dược xa trợ tiên chân phá tại ta bà thiên long ba bộ đều tùy hỷ ta ma ngoại đạo phải tránh xa nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát tác đại chứng minh. Kính nguyện Phật dược sư giáng phước Đức Di Lặc ban vui văn thù khai cơ quan âm thường cứu khổ.
dâng lời Phật tổ con mở hội dược sư cầu 12 dược xa thần tướng phát tâm từ xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ. Khiến chúng sanh hết khổ cho quyến thuộc bình an, nguyện tất cả thế gian đều trở thành cực lạc. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, xin mẹ thơ quê thường gia hộ. Bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ từ quý Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả lòng vô thường. Xin nguyện chúng sanh tâm rõ kinh tạng trí huệ như biển, chúng sanh thông ly đại chúng tất cả không. Ba ti đang đa va ta ni đang đa cô sa lê đang đa su đa ri đa ri su đa ram ba ti bồ đa ba si ya ni đa ra ni sam va ta ni sang ga ba ri si te sang ga ni ga tha ni đà ma ba ri si te sam va sa pa ru ta ko sa ni ya nu ga te se ma ri ri di te ani ye ma ni ye ma ne ma ma ne tê sam mê sam mi ta vi ta ta mê a vi sam mê sam ma sam mê ga ye sa ye a si ne sam tê sa ni đa ra ni a lo cam ba se ni di ni abhiyam ta ra vi si te ut ku le mut ku le a sa de ba ra de su kam si a sam ma sam me vi lo ki te đà ma ba ri si te sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba yam so da ni man tra sam ya te ru ta sa ye a sa va na tha yam ba ku len Amaniya tha yam ba le ma ba le ut ke mut ke ada ba ti ri che ri cham ba ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham ba ti soa am na te ba na te ana de đi soa na gan ne gan ne go ri gan da ri gan da ni ma tang gi bu ca si sang cu le vu sa li soa ni chi me chi me chi me ni me ni me ru e ru e ru e ru e ru e to e to
tất cả muôn loài đến nghe kinh, quyết lòng bỏ vòng để cầu chân, cùng nhau giữ pháp cho còn mãi, chẳng phụ lời vàng. Lợi ích chốn nhân thiên, muốn tội ưu phiền, nương theo nhiều nghĩa mà tu tập, mà khi mãn duyên phàm hoặc về cõi Phật ngự đài sen, nghiệp chưa nhiều đời bỗng lắng yên, trần duyên thuần nghịch tâm không tiếp, liễu ngộ pháp qua chứng đạo thiền, rộng đến vô biên, tương hào quang minh từ trang nghiêm, mọi loài trông thấy lòng thanh thản, diệu quả bồ đề thể tịch nhiên, nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát, hộ pháp chư thiên bồ tát, nam mô hộ pháp chư thiên. Chí tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thường Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thường Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thường Phật Bồ Tát.